Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bếp 89. Thì cái đợt sale vừa rồi em có mua được một ít cái nồi lẻ của The Grilling. Thì trên các chị em mình thì rất nhiều người có nhu cầu mua nồi lẻ. Vì cơ bản là một thì nhà đã có nhiều rồi và muốn mua một thêm nồi lẻ nhỏ nhỏ. Hoặc là có những người ta chỉ có nhu cầu nồi lẻ ở một mình hoặc là gia đình nhỏ. Thì hôm nay em về cái dòng Grilling Passion. Grilling Passion thì một trong những dòng phân khúc cao cấp mà nắp inox của Grilling, nó là phân khúc cao, gần như là cao cấp nhất mà trong cái bộ sưu tập nắp inox của nó đấy. Trên màn hình của quý anh chị thì đây là cái quánh của Passion. Quánh của Passion thì siêu đẹp, bên ngoài bóng gương này, đáy cực kỳ dày, đáy dày đúng vào tầm một phần, hơn một phần luôn này. Tay cầm này đúc bằng inox nguyên khối luôn này, rất là nặng. Bình thường các dòng quánh khác ấy, dòng quánh classic thì nó chỉ tầm khoảng độ 0,8 kg thôi, nhưng dòng Passion này cả hộp nó đến 1,2 cân cơ. Và cái dòng Passion thì luôn luôn là nó đắt tiền hơn dòng các dòng khác khoảng độ 1 triệu đến 2 triệu một bộ, tùy từng bộ nhé. Thì cái dòng này thì bên trong nó có vạch chia nước này. Passion thì nó luôn luôn là bóng gương cả trong cả ngoài, cực kỳ sang và dễ vệ sinh nhé, rất là dễ vệ sinh. Grilling thì nó tất cả các đường nét của nó làm thì nó rất là cái độ tinh tế rất là cao, độ hoàn hảo rất là cao nhé. Đây, nó bò hết cái mép này vào, nó đỡ sánh nhìn đỡ gọi là sắc quá, trông nó rất là dày, nhưng mà thực ra là nó bò cái mép vào đây nhé. Tay cầm thì cực kỳ chắc luôn. Con này thì gần như là một trong những con quánh đẹp nhất của Grilling, hay là so với cả Vdup mà ép, tất nhiên là không thể so với dòng Pro Fiddler được, nhưng mà nếu so với các dòng Fiddler thường như Vsel hay Berlin thì gần như đúng là Vsel Berlin không có cửa luôn. Con này siêu đẹp luôn, vạch chia nước này. Con này là dung tích của nó rơi khoảng độ 1,4 lít. Con này có thể rang thịt này, rang đầu khô này, lạc hay vừng hay đậu này, hay là chiên ngập dầu hay nấu mì. Đấy, con này rất là đa năng luôn, rất thích và trông cực, kiểu dáng thì cực kỳ đẹp. Giá thì nó hơn 1 triệu một chút thôi, tầm loanh quanh 1,2 triệu. Trên thị trường thì nó khá ít là người bán cái đồ của Grilling lẻ. Nhưng mà thực ra thì tất nhiên là mình mua lẻ thì mình phải chấp nhận nó cao hơn các dòng mua bộ một chút rồi, không thể nào nó chia giá từ các bộ ra được. Cái con này ở bên Đức thì nó rơi khoảng độ 60-70 euro đấy, chứ cũng không rẻ một tí nào đâu. Đó, con này thì em đang có sẵn tại kia 8 VP5 bắt đầu linh đàn nhé. Quý anh chị nào muốn qua xem thì cứ qua địa chỉ trên. Con này thì em bảo hành 1 năm vừa đi ship ở thành Hà Nội, ship xe đôi toàn quốc. Con này thì sử dụng trên tất cả các loại bếp nhé, từ bếp ga, bếp hồng ngoại. Con này có thể đi tặng thoải mái vì cơ bản là nó bán rời nên là nó sẽ có hộp nhá, chứ không phải là tách bộ, nên là đi tặng hay đi biếu thoải mái. Mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của nhà bếp 89. Em xin chân thành cảm ơn.